Chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Mê Anh Channel. Mùa hè đến thì rất nhiều gia đình sử dụng điều hòa gặp phải các cái vấn đề khá là khó chịu khi mà thời tiết oi bức, nhiệt độ cao. Nhưng mà khi mà các bạn bật điều hòa lên thì điều hòa không có mát. Có rất nhiều những cái nguyên nhân khiến cho điều hòa không thể làm mát. Vậy thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ có đưa ra một số nguyên nhân để tất cả mọi người cùng nắm và hiểu được, cũng như là tìm được cái phương pháp để làm sao khắc phục được cái tình trạng điều hòa không mát các bạn nhé. Ở vị trí số 1 của cái top các cái nguyên nhân khiến điều hòa không mát ngày hôm nay thì có rất nhiều khách hàng có gọi điện đến và thắc mắc, và sau khi mình có hỏi lại thì mọi người làm được ngay, đó là để không đúng cái chức năng làm mát của điều hòa. Rất nhiều gia đình sử dụng điều hòa không khí thì khi sử dụng thì bật lên thì không biết là cách là để đúng cái chế độ làm mát, mà mọi người chỉ để chế độ giọt nước, chế độ quạt gió không, hoặc là chế độ hai chiều là chế độ sưởi ấm đấy ạ, thì điều hòa không thể mát được. Muốn để điều hòa mát thì trước tiên các bạn sẽ phải sử dụng điều khiển và để ở chế độ hình bông tuyết hoặc là chế độ cool, tức là chế độ làm lạnh thì điều hòa mới có thể mát được. Đấy, thì đầu tiên mọi người sẽ phải kiểm tra điều khiển và bật xem đúng cái chế độ bông tuyết hay chưa. Còn đâu đã đúng rồi mà điều hòa vẫn chưa mát thì chúng ta cùng sang cái nguyên nhân thứ hai. Vị trí số 2 là nguyên nhân khiến điều hòa không mát trong mùa nóng thì các bạn cần lưu ý chính là cái công suất của điều hòa. Có nhiều khách hàng khi mua điều hòa thì tính toán cũng như là lắp đặt cái điều hòa không đúng so với cả cái diện tích phòng, thiết kế phòng. Thì nếu trời mát thì các bạn mở cái điều hòa đó lên thì nó vẫn có cái hơi lạnh như bình thường. Tuy nhiên khi là nóng cao điểm thì điều hòa không thể mát. Như trước mặt các bạn mình đang quay đây là đây một cái phòng kính, và trước mặt các bạn là một cái điều hòa 9000 thôi. Với điều hòa 9000 như vậy thì với diện tích phòng kính như các bạn đang nhìn thì khi mà nhiệt độ tăng cao, xung quanh thì hơi nóng, cực kỳ nóng rồi, nó khiến cho những cái tấm kính này nó cũng nóng lên theo. Vì thế mà khi mọi người khởi động điều hòa này lên thì cái hơi lạnh từ giàn mát nó thổi ra, nó sẽ đầu tiên nó sẽ phải giảm nhiệt ở cái tấm kính đã. Để cho điều hòa được mát sâu và giữ được cái nhiệt lạnh thì yêu cầu phòng phải kín, phải được chống nóng, và tất cả những cái vách này sẽ phải là vách gỗ hoặc là vách bê tông. Nếu mà các bạn sử dụng cái điều hòa cái công suất nhỏ trong một cái diện tích phòng lớn và nó không được chống nóng thì cái nguyên nhân khiến cho những cái ngày nóng lực điều hòa nó bị không thể làm mát phòng, và các bạn cảm nhận là cái nhiệt độ trong phòng nó cũng khá là oi, thì mọi người sẽ phải xem lại vấn đề này, chính là cái thiết kế cũng như là cái chống nóng của phòng các bạn nhé. Còn nếu mà phòng của các bạn đã được chống nóng tốt và điều hòa vẫn không mát thì mọi người cùng xem ở cái nguyên nhân số 3. Nguyên nhân thứ 3 trong cái top cái nguyên nhân khiến cho điều hòa không khí nó không mát trong mùa hè chính là cái nguyên nhân về điện. Cái tình trạng mùa hè thì gặp phải tình trạng quá tải điện hầu như là rất nhiều khách hàng gặp phải. Khách hàng có gọi điện cũng như là gọi trực tiếp cho mình thì có phàn nàn rằng điều hòa không có mát. Vấn đề quá tải điện, đặc biệt là vào mùa hạ, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao thì hầu như gia đình nào cũng sử dụng rất là nhiều các thiết bị điện. Mà cái điều hòa nhà các bạn thì thường tại thị trường Việt Nam sử dụng cái nguồn điện 220, cho nên là khi mà điện nó bị quá tải và điện yếu nó không đủ tải thì điều hòa nó sẽ không thể chạy được. Các bạn phải hiểu rằng là cái cục nóng của điều hòa có chạy, lốc nó có mở thì mới có hơi lạnh thổi ra từ giàn mát. Chính vì vậy là khắc phục cái tình trạng điện yếu thì mọi người sẽ phải mua thêm cái ổn áp, cái xích tăng đa, cái ly hoạt để kéo điện sao đủ 220, điện có đủ thì cái cục nóng cũng chạy được, thì đảm bảo điều hòa hoạt động tốt và thổi ra hơi mát thì chính là nguyên nhân. Để biết được điện có tải hay không thì
các bạn chỉ cần lưu ý là tắt bớt các cái thiết bị trong nhà, các bạn chỉ chạy một cái điều hòa đó thôi. Hoặc là sau giờ cao điểm thì các bạn cứ mở điều hòa thì nó sẽ vẫn chạy cái hơi lạnh bình thường. Chỉ trong giờ cao điểm khi mà rất nhiều gia đình cùng sử dụng khá là nhiều các thiết bị điện như điều hòa, tủ lạnh, máy bơm, máy giặt, máy lạnh thì điều hòa nó thổi ra hơi nóng hoặc là các bạn bật rất là lâu mà không có cái hơi lạnh thổi ra, thì đây chính là nguyên nhân nhiều điện. Nếu mọi người sẽ phải mua cái ổn áp mà phù hợp với cả cái số công suất thì chỉ cần điện đến cái đơn vị bán thôi thì các bạn sẽ tư vấn được ngay cho mọi người. Đấy là nguyên nhân thứ ba. Còn nguyên nhân thứ tư thì mời các bạn xem phần 4. Nguyên nhân thứ tư trong cái top các nguyên nhân khiến điều hòa không khí không mát trong clip ngày hôm nay thì chính là cái nguyên nhân điều hòa sử dụng lâu. Vấn đề là vệ sinh điều hòa không được làm tốt khiến cho lưới lọc của dàn nóng hoặc là dàn lạnh bị bẩn bẩn. Thì cái việc này thì mọi người sẽ phải, nếu mà không tự thao tác thì các bạn có thể tìm cái clip hướng dẫn vệ sinh điều hòa không khí thì có hướng dẫn kèm theo và mọi người làm theo là được. Tuy nhiên nếu mà mọi người không biết làm thì cái này bắt buộc sẽ phải liên hệ đến các đơn vị sửa chữa bảo dưỡng điều hòa thì họ mới có thể thao tác đúng cái việc vệ sinh cho dàn nóng và dàn lạnh. Sau khi vệ sinh xong thì chắc chắn là cái việc mà điều hòa nó thổi hơi mát mạnh hơn thì sẽ được đảm bảo. Đấy chính là nguyên nhân sử dụng lâu dài. Với những cái vị trí mà cục nóng để những cái nơi khu đường hoặc là cái địa điểm ô nhiễm có nhiều bụi bẩn thì cái việc mà dàn nóng nó bị bám bẩn và không tản nhiệt được khiến cho cái quá trình dàn nóng nó chạy thì nó bị ngắt. Khi mà cái nhiệt độ quá nóng thì nó sẽ không thể chạy được, không thể thổi ra được hơi mát. Đấy là một nguyên nhân mọi người cần lưu ý về vấn đề vệ sinh điều hòa sau khi sử dụng khá là lâu. Trong cái phần cuối thì mình sẽ nói luôn về vấn đề hết ga hoặc điều hòa hỏng. Khi mà nó báo lỗi hoặc điều hòa báo có đèn tham mơ nhấp nháy hoặc là đèn đỏ nó xuất hiện ở trên dàn mát thì tức là khi đó thì điều hòa nó bị hết ga hoặc bị lỗi bảng mạch hoặc lỗi cục nóng, thì cái này thì các bạn sẽ phải liên hệ với các cái bộ phận sửa chữa bảo hành của các đơn vị thì mới được hỗ trợ. Đấy, thì một số cái nguyên nhân mình nêu ra để mọi người cùng nắm bắt được, tránh trường hợp là hoang mang hoặc là không biết tại sao điều hòa nhà mình nó lại bị vấn đề như vậy. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi clip ngày hôm nay.